Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch nâng cấp hàng loạt nút giao thông lớn, vừa góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối giữa các trục đô thị. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các dự án cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, gồm 4 nút giao ở nội thành như ngã 6 Công trường Dân chủ thuộc quận 3, quận 10, ngã 5 Đài Liệt Sĩ, quận Bình Thạnh, nút giao Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh và Gò Vấp, khu vực ngã tư 4 xã, quận Bình Tân và Tân Phú, còn lại là 2 nút giao giữa cao tốc Bến Lức, Long Thành và đường Rừng Rác, huyện Cần Giờ và quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Dự kiến cần khoảng 7.000 tỷ đồng để xây dựng 6 nút giao thông, giải quyết tình trạng ùn ứ kéo dài thời gian qua, trong đó gồm các hạng mục như làm cầu vượt hoặc xây đảo xoay vòng kết hợp hầm chui. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chính phủ đề nghị phân bổ trên 63.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho 5 ngành lĩnh vực gồm quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, giao thông. Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đề xuất phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất trình Quốc hội bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng trung ương tương ứng với nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá các lô đất trong khu vực Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức. Đây được xem là một giải pháp góp phần tăng thu cho ngân sách thành phố. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua nguồn thu từ đất đai chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của thành phố. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt quy hoạch đấu giá đất cho khu vực Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức. Đây là một trong 4 giải pháp chính tạo nguồn thu đất đai năm nay. Thành phố sẽ thí điểm cơ chế tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù nhằm chọn các nhà đầu tư làm dự án phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ thông qua việc cho phép thu hồi đất vùng phụ cận các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị và nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá thành công 4 lô đất trong khu vực Thủ Thiêm với hơn 37.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó các đơn vị trúng đấu giá lần lượt không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn và xin bỏ cọc. Ngày 8 tháng 1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tổ chức buổi làm việc và ký kết biên bản hợp tác với Vườn Quốc gia Yorkshire Dallas, Vương quốc Anh nhằm quảng bá hình ảnh của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ra thế giới và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với di sản thiên nhiên thế giới. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Vườn Quốc gia Yorkshire Dells của Vương quốc Anh đã trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai và bảo tồn đa dạng sinh học, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, khai thác du lịch và dịch vụ du lịch. Phạm vi hợp tác giữa hai vườn quốc gia được tiến hành 5 năm. Việc tăng cường hợp tác quốc tế sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của Phong Nha Kẻ Bàng ra thế giới và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 3. Các đại biểu tham gia Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 3 đã góp ý hoàn thiện báo cáo công tác năm 2023, đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc tăng cường vai trò giám sát, tham mưu của Ủy ban trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.
Trong năm 2024, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. Đây sẽ là kênh giúp các địa phương quan tâm hơn việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên. Việc ban hành bộ chỉ tiêu và đánh giá việc quan tâm phát triển thanh niên ở các tỉnh là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban là tham mưu với Thủ tướng Chính phủ.